Kết cấu hạ tầng giao thông từ trước tới nay luôn được xem là điều kiện thúc đẩy có tác động đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Tuy nhiên, đứng trước xu thế hội nhập và giao lưu quốc tế thì mạng lưới hạ tầng tốt không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà còn là tiền đề, là nhân tố quan trọng trong chuỗi mắt xích phát triển kinh tế, thương mại, quốc phòng toàn cầu. Trên thực tế, trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm ưu tiên vào việc xây dựng, tái thiết lập mạng lưới giao thông, cầu, đường, đô thị nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển chung giữa Việt Nam với thế giới. Là một trong những ngành đào tạo đầu tiên tại Trường Đại học Xây dựng, nay là Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, với lịch sử thành lập hơn 60 năm, chuyên ngành xây dựng cầu đường, ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, được biết đến như một cái nôi đào tạo, cung cấp nguồn nhân sự cao cấp, hiện đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các công ty xây dựng lớn, các cơ quan quản lý thuộc sở ban ngành của chính phủ hoặc các người đứng đầu các doanh nghiệp tư nhân về xây dựng cầu đường. Bên cạnh các kiến thức chuyên môn như kết cấu, tải trọng, ứng xử của nền móng dưới tác động của công trình, phương thức xử lý nền đất yếu, các kỹ thuật khảo sát, đánh giá chất lượng, thiết kế, thi công, tối ưu hóa công năng sử dụng các công trình, sinh viên khoa cầu đường chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông còn được tham gia các hoạt động giao lưu ngoại khóa, thực tập nghề nghiệp tại các đơn vị doanh nghiệp nhằm trau dồi các kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Chuyên ngành xây dựng cầu đường là một trong các chuyên ngành có phong trào sinh viên tích cực, sôi nổi nhất của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, có nhiều đóng góp trong các thành tích văn hóa, văn nghệ, thể thao, học tập và nghiên cứu khoa học của trường như giải bóng đá Futsal, thi Olympic, thi đồ án tốt nghiệp xuất sắc, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tốt nghiệp khoa cầu đường chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, sinh viên được cấp bằng cử nhân và học tiếp để lấy bằng kỹ sư hoặc thạc sĩ với năng lực đảm nhiệm các công việc chuyên môn. Quy hoạch thiết kế và quản lý khai thác hệ thống công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế và xây dựng hệ thống công trình đường ô tô bao gồm cả hệ thống đường đô thị và đường cao tốc. Quy hoạch thiết kế và xây dựng cảng hàng không, sân bay, thiết kế và xây dựng các công trình cầu và công trình ngầm. Nghiên cứu khoa học, giảng dạy đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp khoa cầu đường, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông tại Đại học Xây dựng Hà Nội sau khi ra trường có cơ hội làm việc rộng mở với nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng nói chung và các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải nói riêng, từ cấp trung ương đến địa phương như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc Quy hoạch, Sở Kế hoạch Đầu tư, các ban quản lý dự án xây dựng, các trung tâm quản lý điều hành giao thông, các phòng quản lý xây dựng, phòng quản lý địa chính thuộc quận, huyện, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nói riêng, các viện nghiên cứu hoặc cơ sở đào tạo về lĩnh vực xây dựng và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Lựa chọn chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông tại Đại học Xây dựng Hà Nội là góp phần xây dựng đất nước của chúng ta trở nên giàu đẹp hơn. Thông tin liên hệ: Khoa Cầu đường, phòng 113, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 024-3869-3575. Email cầu đường@huce.edu.vn. Website cầu đường.huce.edu.vn.